Ông này ông đào biết chừng nào mới đầy ông được, ông quái tờ ông bự. Gà kim loại. Gà kim loại ha. Mình hút vào trong cái ống đó luôn hả? Wow. Ra đây tắm biển mà giỡn rất là vui luôn. Thôi ôi trời cát kìa. Hello, bước chân miền Tây, mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hiện tại là mình đang ở bãi biển Hà Tiên. Hôm nay mình sẽ cập nhật tình hình du lịch ở bãi tắm Hà Tiên cho quý cô chú, anh chị và các bạn xem nha. Cũng gần đến ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 rồi. Để xem coi khách du lịch có tăng lên như ở clip trước mình quay hay không. Ăn bánh mì hả chú? Bữa nay người ta đi đông không chú? Bữa nay đông không? Đông hơn mấy bữa trước không? Dạ, vậy là đông ha. Ôi, sáng ăn bánh mì ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thẳng tiến ra bãi tắm nha bà con. Ở đây là khu ẩm thực, ăn uống của khách du lịch nè. Mình thấy cũng khá khách đông đó bà con. Giờ mình sẽ đi ra ngoài đó rất là vui luôn. Hôm nay là thứ bảy, rồi chắc ngày mai chủ nhật là sẽ đông hơn nữa. À, cái ghế này không có thu tiền chú ơi, ngồi thoải mái. Dạ dạ, đừng có sợ. Sợ thu tiền ghế hả? Ôi ơi, ngoài kia người ta chơi cano trái chuối quá đông vui luôn nè bà con. Ôi, hiện tại giờ biển đang thủy triều đang xuống nha bà con. Rút ra tuốt qua ngoài kia luôn. Ôi. Ôi quá trời xa luôn rồi. Ôi ôi. Ôi ngồi đẹp mà chiếc cano trái chuối cũng đẹp. Rồi ôi, ôi trái chuối to hơn. Ôi gia đình của mình ở đâu du lịch ha? Ở Cà Mau hả? Wow ôi xa quá. Lên đây được mấy ngày rồi chị? 3 bữa hả? Về chừng nào về? À, vậy là chơi bữa nay chơi sập Hà Tiên luôn mới về ha. Tắm chưa? Chưa tắm hả? Ơi. Tốt ở Cà Mau luôn. Hôm nào rảnh em cũng về Cà Mau em quay phim nữa nè. Dạ, em quay vòng vòng quê cảnh bà con của mình ở quê hương á. Cà Mau rồi. Dạ, YouTube. Tại hồi Tết bệnh dịch quá không có đi Cà Mau được. Thích về Cà Mau lắm. Đặc biệt là dạ ở An Giang. Có bạn bè Cà Mau rất là đông. Tôi thích quay mấy cái chợ ở Cà Mau lắm. Mình ở thành phố mà chị. Dạ, chị ở Đầm Dơi ha. Rồi có duyên mà về gặp Đầm Dơi mà gặp lại cái nữa là có duyên lắm luôn á. Hôm nay cũng khá đông nha bà con. Thì cỡ hôm trước thì có mấy khán giả bình luận hỏi giá vé của biển Hà Tiên. Thì hôm nay mình báo luôn là đây nè, giá vé của mình đang giữ trong tay nè. Là một người là 10.000 nha. Một người là 10.000. Một người là 10.000, còn chiếc xe là xe máy của mình đó, mình đi xe máy là 2.000 à. Còn tiền giữ xe ở bãi là tính riêng nữa. Còn xe du lịch hay xe lớn thì giá khác nữa nha bà con. Còn nhà trọ thì xung quanh Hà Tiên và thành phố Hà Tiên, chợ Hà Tiên cũng rất là nhiều. Rồi bà con có thể về chợ Hà Tiên để chúng ta ở nghỉ lại, ở trọ lại, khách sạn cũng có. Là do là ở đó thì đông vui hơn, ban đêm thì chúng ta có thể đi chợ đêm, ăn uống cũng gần nữa. Chứ cũng ít có người ta ở trọ lại bãi biển lắm. Tại ban đêm rất là buồn ha. Trời ơi quá vui. Rồi hôm nay là do sáng nay có một cái cơn mưa đầu mùa ở miền Tây nên khí trời rất là mát mẻ luôn nha. Không có nắng luôn. Ở trên kia là chiếc bo bo đó.
giá hình như một chiếc là 200 ngàn, mình nhớ là 200 ngàn thì phải, 30 phút hay 200 ngàn hay gì đó một chiếc. Đó, trời, ra đây tắm biển ngoài giỡn rất là vui luôn. Thôi ôi chỗ cát kìa. Gia đình của mình ở đâu du lịch ha chị? Ở đâu? Ở Hậu Giang hả? À, hôm trước em có đi, mới đi Hậu Giang về nữa nè. Hôm em quay chợ Ngã Bảy á. Xây lâu đài tình ái hả? Xây lâu đài cát. À, trò chơi vui nhất ở đây là cano trái chuối. Mọi người lên đó khoảng 4 đến 5 người. Đây nè, họ chạy như thế này. Đó, xa xa nè, chạy với tốc độ rất là nhanh. Và trên mỗi trái chuối có những cái dây lòng ngang để chúng ta cầm để giữ cho chắc á, không có bị rơi xuống biển. Chạy một vòng qua tới bên bãi tắm tuốt bên trên bên kia luôn. Rồi họ đảo về một vòng như vậy thì là tính tiền một vòng. Ôi, bên kia có một đoàn đang chụp hình với trái chuối kìa. Mình lội qua đó đây nhắc là thật vui. Quá vui luôn. Chàng mẹ ơi. Ơi. Chôn hết trơn xuống luôn rồi đó hả? Ông này ông đào biết chừng nào mới đầy ông được, ông quá trời ông bự. Chiếc cano kia đã đi rồi kìa. Đó, đó, lướt đó. Quá vui luôn. Mấy đứa nhỏ cũng sắp tới nghỉ hè rồi, gần nghỉ hè thì mấy đứa học sinh nó đi ra bãi biển nó chơi rất là đông, đặc biệt là mấy đứa nhỏ nó rất là thích đi tắm biển. Ôi, phía trước mình có thấy một anh trai tay đeo tai phone này, tay cầm cái gà đó, là không biết làm gì nữa, hỏi thăm anh coi làm vậy, là làm gì anh trai? Là kim loại. Gà kim loại ha, mình hút vào trong cái ống đó luôn hả? Wow. À, quá hay ha. Vì là khi nào mà có tín hiệu chắc lấy cà len xúc lên quá. Đây nè bà con, hôm nay thủy triều rút xuống nè, chúng ta nhìn lên trên bờ rất là xa luôn á. Một khoảng rộng rất là lớn. Mới mưa
mình sẽ lội thẳng qua bên kia luôn nha bà con. Hello, ở đâu đi du lịch em gái hả? Sợ trốn luôn hả? Xuống nước luôn à.
mèn đét ơi, mấy đứa nhỏ nó chơi nè, quá trời quá đắt luôn, có trái tim luôn, chửi nhau luôn. Trời ơi sao ngồi chơi có một mình nè à? Bạn trai đâu mà ngồi có một mình vậy em gái? Bạn trai ở dưới tắm hả? Em ở đâu du lịch? Ở Đồng Tháp ha. Qua đây được mấy ngày rồi? Em mới lên sáng. Mới lên sáng rồi, định nào về? Về. À, đi trong ngày ha, đi xe máy ha. À, xe 7 chỗ hả? À, tắm chưa? Vui không? Có lẽ clip về bãi biển Mũi Nai, Hà Tiên đến đây của Bức Tranh Miền Tây sẽ tạm dừng nha. Cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại những tập tiếp theo nha.